Mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 6 giờ sáng ngày 4 tháng 8, thế giới có hơn 200 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 4,2 triệu ca tử vong. Còn tại Việt Nam, bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 4 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết có 4.271 ca mắc mới COVID-19 tại 17 tỉnh, thành phố. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là 2.365 ca, Bình Dương là 1.032 ca, gần 7,3 triệu liều vaccine đã được tiêm chủng ở nước ta. Theo Bộ Công Thương, hiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội. Qua đó, Bộ Công Thương đã có báo cáo đề xuất về việc đưa người lao động tại hệ thống bán lẻ hàng hóa vào đối tượng ưu tiên tiêm vaccine, đồng thời đề nghị ngành y tế của địa phương ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động doanh nghiệp phân phối bán lẻ hàng hóa thiết yếu. Ngày 3 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã chính thức đưa hai bệnh viện dã chiến quy mô 8.300 giường tại thị xã Bến Cát đi vào hoạt động. Cụ thể, bệnh viện dã chiến số 2 trực thuộc bệnh viện dã chiến số 1 được đặt tại khu nhà xưởng của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát với quy mô 5.300 giường và các khu chức năng phụ trợ. Còn bệnh viện dã chiến số 3 được đặt tại Trường Đại học Việt Đức, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát với quy mô 3.000 giường. Sáng ngày 3 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở vừa đưa vào hoạt động cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh để người dân có thể truy cập các thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đây là cổng thông tin tích hợp từ nhiều nguồn thông tin như các kênh thông tin của Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh và các thông tin, dữ liệu, báo cáo từ nhiều cơ quan khác để cung cấp thông tin từ một địa chỉ duy nhất. Sáng ngày 3 tháng 8, tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tham tán Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đã trao 415.000 liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Anh tài trợ cho đại diện Bộ Y tế nhằm giúp Việt Nam chống dịch COVID-19. Đây là số vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Vương quốc Anh. Đây là món quà hết sức quý báu và kịp thời trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đặc biệt là cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam. Chuyển sang một thông tin khác, Bộ Y tế cho biết cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA đã phê duyệt Remdesivir điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và cho thấy hiệu quả giảm lượng virus nhanh. Nhiều nước trên thế giới cũng cấp phép sử dụng thuốc này. Mặt khác, thời gian qua, thông qua nguồn tặng viện trợ, Việt Nam cũng sử dụng Remdesivir cho bệnh nhân COVID-19 ở một số cơ sở y tế. Vì vậy, Bộ Y tế sẽ xem xét để sớm cấp phép Remdesivir điều trị bệnh nhân COVID-19. Mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến dịch COVID-19 tại một số quốc gia khác. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết kết quả của chính sách giới hạn hoạt động cộng đồng cấp 4 được thực hiện từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 đã cho thấy những kết quả tích cực khi các ca mắc COVID-19 hàng ngày, tỷ lệ dương tính, tỷ lệ chữa khỏi và lấp đầy giường bệnh đã có xu hướng giảm. Do đó, chính phủ đã cân nhắc tiếp tục kéo dài chính sách trên từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 8 ở một số thành phố nhất định, tùy theo điều kiện từng khu vực. Ngày 3 tháng 8, Hàn Quốc đã phát hiện 2 ca nhiễm biến chủng nguy hiểm Delta Plus đầu tiên trong bối cảnh đất nước này đang phải đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC, ca nhiễm đầu tiên tại Hàn Quốc là một người đàn ông gần 40 tuổi, không ra khỏi địa phương trong thời gian gần đây. Ngoài ra, KCDC báo cáo ca nhiễm biến chủng nguy hiểm Delta Plus thứ hai là một người Hàn Quốc mới trở về từ nước ngoài. Ngày 2 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ cho biết 70% dân số trưởng thành nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Tất cả 3 loại vaccine được phê duyệt sử dụng ở Mỹ đều cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ cho cơ thể để chống lại tình trạng nặng hoặc tử vong khi mắc COVID-19, kể cả trong trường hợp người bệnh nhiễm biến thể Delta. Vừa qua, giới chức y tế Liên bang Đức đã thông qua nghị quyết kêu gọi tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đồng thời thực hiện tiêm nhắc lại mũi thứ 3 cho nhóm người có nguy cơ rủi ro đối với dịch bệnh chết người này. Theo nghị quyết vừa được thông qua bởi Bộ Y tế Liên bang Đức, hiện Đức có đủ lượng vaccine từ cả hai nhà sản xuất BioNTech Pfizer và Moderna để có thể tiêm ngay cho tất cả khoảng 4,5 triệu trẻ em từ 12 tới 17 tuổi ở nước này. Tính đến ngày 2 tháng 8, khoảng 20,5% số trẻ ở nhóm tuổi này đã được tiêm chủng ít nhất một mũi và gần 10% được tiêm đủ liều. Các trung tâm tiêm chủng được cho là sẽ đóng cửa vào tháng 9. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng đang ngày càng một giảm, nên các trung tâm có thể nhanh chóng tiêm chủng cho nhóm tuổi trên. Khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi ở Đức chưa được Ủy ban Tiêm chủng Thường trực Đức thông qua, bởi theo người đứng đầu cơ quan này, hiện chưa có đủ dữ liệu để có thể đưa ra khuyến nghị chung đối với việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.
Ngày 3 tháng 8, Bộ Công Thương đã thông tin về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội sau khi nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng thực phẩm Thanh Nga, đơn vị cung cấp nguồn hàng cho hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart Cộng dương tính với virus SARS-CoV-2 và một số chợ truyền thống, chợ đầu mối ở Hà Nội cũng xuất hiện các ca nghi mắc COVID-19. Bộ Công Thương đã trao đổi với Sở Công Thương thành phố Hà Nội để nắm tình hình và được biết các nhà phân phối đã chủ động tìm nguồn hàng, nhà cung ứng thực phẩm thay thế, do đó nguồn cung hàng hóa trên địa bàn vẫn được đảm bảo. Tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi của các doanh nghiệp phân phối hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, hàng hóa vẫn được cung ứng an toàn và luôn được bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân với giá bán ổn định. Bộ Công Thương cũng chỉ đạo các doanh nghiệp có phương án tăng lượng hàng dự trữ để bảo đảm đáp ứng đủ cho nhu cầu của người dân khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp hơn. Bộ Tài chính đang xây dựng một dự thảo nghị quyết để giảm hàng loạt loại thuế trong năm nay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trước dịch bệnh căng thẳng. Nếu dự thảo được thông qua, ngân sách có thể giảm thu khoảng 20.000 tỷ đồng. Cụ thể, dự kiến giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm nay đối với doanh nghiệp tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020. Đặc biệt, số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 của năm nay đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế có thể giảm 50%. Dự kiến mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ cũng sẽ giảm 30%. Ngoài đề xuất giảm nghĩa vụ thuế trực tiếp cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp giảm tiền thuế đất cho năm 2021. Theo báo cáo của vụ ngân sách nhà nước thuộc Bộ Tài chính, trong 7 tháng đầu năm 2021, Trung ương đã chi 4,2 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng năm 2021 cho công tác phòng chống dịch COVID-19, còn các địa phương đã chi 760 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn theo nghị quyết số 68 của Chính phủ về tổng trị ngân sách nhà nước thực hiện 7 tháng đạt 48% dự toán. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2021 chỉ tăng 1,8% so với tháng 6 và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2020, là mức tăng thấp nhất trong 7 tháng qua, trừ tháng 2 có số ngày làm việc ít nhất. Tính chung 7 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9% so với 7 tháng năm 2020. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, giải ngân các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, đó là hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công 13 dự án, chỉ đạo hoàn thành đưa vào khai thác 18 dự án, chỉ đạo các dự án đang triển khai thi công để đảm bảo hoàn thành trong các năm sau theo tiến độ yêu cầu, đặc biệt là các dự án công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải, hoàn thành nhiệm vụ giải ngân các tháng cuối năm 2021. Quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Chấn trên kênh truyền hình SCTV8 VTV. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 2 toàn cầu. Thị trường chứng khoán sẽ phân hóa mạnh. Mỹ ngừng cấp thị thực cho công dân Nga vô thời hạn. Cân nhắc ngưỡng doanh thu chịu thuế cho thuê nhà là nội dung của một ống kính Tâm Chấn ngày hôm nay. Theo số liệu về thương mại thế giới năm 2021 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Việt Nam đã vượt Bangladesh trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 2 thế giới. Năm 2020, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam tăng trưởng 6,4% với giá thị trường đạt 29 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, thị phần của Việt Nam trên thị trường xuất khẩu hàng may mặc toàn cầu đã gia tăng đáng kể trong 10 năm qua. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực hàng may mặc của Bangladesh đã giảm từ 6,8% xuống còn 6,3% trong năm 2020. Như vậy, Việt Nam đã vượt qua Bangladesh về xuất khẩu hàng may mặc, chỉ đứng sau Trung Quốc, quốc gia có thị phần chiếm 31,6%, giảm 7% trong năm 2020 với giá trị xuất khẩu đạt 142 tỷ đô la Mỹ. Một doanh nghiệp tại Hà Lan đã chấp nhận bỏ ra gần 1 tỷ đồng để thử nghiệm đưa vải thiều tươi sang châu Âu bằng container đường biển. 6 tấn vải thiều tươi được sơ chế và đóng gói theo cách đặc biệt rời Việt Nam trong tuần cuối tháng 6 đã tới Hà Lan vào ngày 2 tháng 8 sau 5 tuần trên biển. 5 tuần là thời gian cần thiết để 6 tấn vải thiều lục ngạn từ cảng Hải Phòng vượt biển tới cảng Rotterdam của Hà Lan. Bí quyết trong sơ chế và đặc biệt là cách thức đóng gói theo công nghệ mới đã mang lại thành công khi quả vải vẫn tươi ngon và có thể để trên kệ siêu thị thêm từ 2 đến 3 tuần nữa. Chuyển sang một thông tin khác, mới đây Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết dịch COVID-19 bùng phát nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh và lan xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long được cho là sẽ ảnh hưởng tới giá cá tra trong thời gian tới.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, nửa đầu năm 2021, giá nguyên liệu vật tư đã tăng 3 đến 4 đợt. Các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho hoạt động của nhà máy chế biến cũng tăng từ 5 đến 25%, chưa kể tiền lương của người lao động, cước vận tải biển tăng từ 5 đến 7 lần, cũng là những yếu tố cấu thành thúc đẩy giá trị cá tra xuất khẩu tăng thêm. Tới hết tháng 6 năm 2021, tổng diện tích thả nuôi cá tra đạt 1.750 ha, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh và lan xuống đồng bằng sông Cửu Long, việc nuôi cá vận chuyển nguyên liệu tới các nhà máy chế biến cũng gặp rất nhiều khó khăn. Điều này có thể ảnh hưởng theo chuỗi như hiệu ứng domino tới tất cả các mắt xích cá tra và giá nguyên liệu trong thời gian tới. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi. Trước tình trạng các kho dự trữ lúa gạo trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long đang giảm công suất mua vào do công nhân e ngại không muốn thực hiện ba tại chỗ, nhà máy không đủ người vận hành. Bên cạnh đó, người dân cũng đang giãn cách xã hội khiến tiến độ thu hoạch chậm. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất Chính phủ cho thu mua tạm trữ lúa vào kho dự trữ quốc gia để tránh nhiều người lợi dụng thời cơ trục lợi, đồng thời kích cầu tiêu dùng, động viên nông dân tiếp tục duy trì sản xuất. Theo số liệu của Hải quan Thái Lan, xuất khẩu đường HS1701 của Thái Lan trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 1,8 triệu tấn, giảm 51,6% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam đứng vị trí thứ 3 về thị trường xuất khẩu của đường Thái Lan với khối lượng đạt 279,4 nghìn tấn, giảm mạnh 57,2%, tương ứng giảm 373,9 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước. Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương cho biết, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 7 đạt 50.000 tấn, trị giá 324 triệu đô la Mỹ, giảm 15% về lượng và giảm 12% về trị giá so với tháng 6. Cục xuất nhập khẩu dự báo xuất khẩu hạt điều trong quý 3 tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu nhập khẩu của các thị trường Mỹ, châu Âu tăng. Tuy nhiên, xuất khẩu điều cũng vướng phải nhiều yếu tố không thuận lợi như cước tàu cao, nhà máy điều đóng cửa, giảm công suất vì Covid-19. Theo dự báo của Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, lãi suất huy động có thể sẽ đi ngang trong thời gian tới. Theo thống kê của VCBS, sau 2 tuần kể từ đợt giảm lãi suất cho vay gần nhất là ngày 15 tháng 7, các ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 2% trên một năm. Có ngân hàng giảm tới 3% trên một năm so với mặt bằng lãi suất cho vay trước đó. Hiện, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng thuộc một số ngành, lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,5% trên một năm. Theo các chuyên gia của VCBS, lãi suất cho vay khó có thể giảm thêm do lãi suất huy động không còn nhiều dư địa để giảm. Tuy nhiên, thanh khoản hệ thống vẫn tương đối tốt. Các tháng đầu năm nay, hệ thống ngân hàng huy động được lượng vốn ổn định, đáp ứng được đủ và kịp thời trong nhu cầu tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế. Thêm vào đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tín dụng không tăng quá cao. Tỷ giá đô la Mỹ niêm yết tại các ngân hàng thương mại hay giá các ngoại tệ mạnh khác sẽ giao dịch thế nào trong phiên ngày hôm nay? Sau đây là thông tin chi tiết. Vị cùng đến với những thông tin trên hai sàn chứng khoán trong nước kết phiên giao dịch chiều ngày hôm nay, ngày 3 tháng 8. Một phiên giao dịch khá ấn tượng được tạo ra trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Nếu như trong phiên sáng dòng cổ phiếu nhà VEC đưa chỉ số tăng vọt, thì sang phiên chiều dòng tiền được lệnh kéo thị trường tăng vọt. Trong ngày hôm nay, nhiều zoom chứng khoán cũng đã khuyến nghị chốt lời các mã đã tăng cao và chuyển trở lại nhóm cổ phiếu vua. Đóng cửa sàn HOSE có 243 mã tăng và 140 mã giảm. VN Index tăng 18,22 điểm, tương đương mức tăng 1,39% lên 1.332,44 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 647 triệu đơn vị, giá trị 21.495,6 tỷ đồng, tăng hơn 5% về khối lượng và 9% về giá trị so với phiên ngày hôm qua. Trên sàn HNX, nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tăng tốt và NVB nới rộng đà tăng là các nhân tố chính giúp cho HNX Index nới đà đi lên và đóng cửa ở mức cao nhất ngày. Chốt phiên sàn HNX có 67 mã tăng và 63 mã giảm. HNX Index tăng 4,2 điểm, tương đương 1,33% lên 319,13 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 113 triệu đơn vị, giá trị 2.976 tỷ đồng. Công ty chứng khoán Rồng Việt đưa ra nhận định, ở kịch bản tích cực VN Index có thể lên trên 1.500 điểm, nhưng nguy cơ đảo chiều tiềm ẩn. VDSC cho rằng thị trường sẽ sôi động dần trở lại theo tiến độ tiêm ngừa vaccine cũng như là việc thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế. Do vậy, mức độ kiểm soát thành công của dịch bệnh cũng như tốc độ tiêm ngừa vaccine có đạt kết quả như kế hoạch hay không sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường. Ở chiều ngược lại, với xác suất rất thấp, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại với biến chủng mới phức tạp hơn sẽ khiến sự ổn định của chỉ số VN Index đảo chiều.
Ngoài ra, hoạt động bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài cũng là yếu tố được theo dõi. Yếu tố tích cực là hệ thống giao dịch mới của HSX vận hành thông suốt, giải quyết được vấn đề nghẽn lệnh vốn từng gây bức bối cho nhà đầu tư, đặc biệt trong những phiên thị trường sôi động. Với đánh giá tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường trong khoảng từ 15-20% trong năm 2021, VDSC cho rằng VN Index có thể hướng đến mức 1.498-1.552 điểm. Thưa quý vị, việc đầu tư không còn dễ dàng như giai đoạn trước ở thời của tiền rẻ khi các cổ phiếu cùng chung nhịp tăng. Thị trường trong giai đoạn tới được nhận định sẽ có sự phân hóa tương tự như sức đề kháng khác nhau của từng doanh nghiệp, nhóm ngành. Các quyết định sẽ ngày càng cân não nhà đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm 2021, thị trường được dẫn dắt bởi 3 ngành là chứng khoán, ngân hàng và thép. Những cổ phiếu này đều đã tăng giá khá cao, do đó chỉ có những cổ phiếu riêng lẻ còn dư địa hoặc câu chuyện mới có thể tăng tiếp trong những tháng còn lại của năm nay. Bên cạnh đó, giới phân tích cho rằng dòng tiền cũng sẽ luân chuyển từ các ngành trụ sang các ngành khác như bất động sản hay logistics. Cổ phiếu ngân hàng hay là chứng khoán hay là ngay thép có cái câu chuyện về cơ bản, tăng trưởng cơ bản tốt, chất lượng tài sản tốt hay là có những cái yếu tố hỗ trợ tăng giá khác như là bán cho nhà đầu tư chiến lược hay là tăng vốn hay là chuyển sang chẳng hạn. Đấy là những cái câu chuyện hỗ trợ cho từng cổ phiếu, dòng tiền đang chuyển sang các ngành khác hoặc là các cổ phiếu mid-cap. Tại vì hiện nay vẫn còn những cái cổ phiếu thuộc nhóm mid-cap đang có sự hưởng lợi từ cái phục hồi của các nền kinh tế sau đại dịch Covid, chẳng hạn như các nhóm ngành liên quan đến xuất khẩu như là gỗ, cao su. Sự phân hóa là diễn biến tất yếu của thị trường. Nhà đầu tư trước khi đưa ra quyết định giao dịch vẫn cần tìm hiểu rõ về doanh nghiệp để có cơ sở tạo ra lợi nhuận. Có rất nhiều các nhóm cổ phiếu tạo ra rất nhiều các cơ hội khác nhau. Có thể là nhóm doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt hoặc có những doanh nghiệp có những cái tài sản, chất lượng tài sản tốt, tài sản ngắn hạn lớn rất hơn rất nhiều so với giá trị sổ sách, hoặc có rất nhiều doanh nghiệp mà thị giá thấp hơn rất nhiều, thấp hơn 2/3 hơn so với giá trị tài sản ròng, hoặc rất nhiều doanh nghiệp mà thị giá thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách, đó là doanh nghiệp thực sự là hấp dẫn. Trong giai đoạn thị trường chưa xác nhận tạo đáy và vẫn có rủi ro biến động lớn như hiện nay, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư có thể tham gia vào các cổ phiếu có tính an toàn cao và ít biến động cùng chiều với thị trường. Nhà đầu tư nên tìm kiếm và hướng tới những cái doanh nghiệp mà có dòng tiền mạnh duy trì hoặc là những doanh nghiệp có tính bảo hiểm cao. Đó là những cái doanh nghiệp mà họ có triển vọng kinh doanh tích cực, có nền tảng tài chính tốt và đang ở mức định giá hấp dẫn cũng như là giá trị cổ phiếu chưa tăng như quá mạnh lợi vừa qua. Ngoài ra, một nguyên tắc đầu tư được nhiều chuyên gia lưu ý chính là nhà đầu tư cần giữ một cái đầu lạnh, tránh hành động mua đuổi hoặc bắt đáy khi thị trường vẫn liên tục biến động. Cần hạn chế việc cái tâm lý mua đuổi khi mà thị trường đang tăng điểm mạnh. Trong những nhịp điều chỉnh như này thì thường sẽ có những cái phiên hồi phục rất mạnh, những cổ phiếu của thị trường sẽ có những cái mức biên độ tăng rất là lớn. Tuy nhiên vào thời điểm đấy, việc nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu mua đuổi theo thị trường thì hoàn toàn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến danh mục của nhà đầu tư và khiến nhà đầu tư chịu tổn thất. Thị trường chứng khoán vẫn luôn là một sân chơi đầy rủi ro nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Nhà đầu tư nào có thể tỉnh táo và luôn cẩn trọng khi giao dịch sẽ trở thành người chiến thắng. Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ cho biết quyết định của chính phủ Nga đã buộc Mỹ phải giảm 75% nhân sự làm công tác lãnh sự. Vì thế, Đại sứ quán không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ lãnh sự như bình thường. Do đó, khuyến cáo những người muốn xin thị thực nên nộp đơn tới các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ khác bên ngoài nước Nga. Hiện tại, cơ quan đại diện của Mỹ tại Nga đã cắt giảm các dịch vụ lãnh sự, chỉ còn các dịch vụ khẩn cấp cho công dân Mỹ và một số lượng rất hạn chế các loại thị thực nhập cư nhân đạo hết tuổi và đặc biệt. Bộ Tài chính Mỹ đã có động thái kích hoạt các biện pháp bất thường vào ngày 2 tháng 8 sau khi Quốc hội Mỹ không nhất trí gia hạn thời gian tạm ngừng áp dụng mức trần nợ trước khi nghỉ họp 6 tuần. Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo với Quốc hội nước này ngày 2 tháng 8 để xác nhận rằng bộ này đã bắt đầu các biện pháp khẩn cấp. Bộ Tài chính sẽ ngừng thanh toán thường kỳ cho một số quỹ hưu trí. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã nhấn mạnh mức trần hàng nghìn tỷ đô la Mỹ trong chi tiêu liên bang và gói giải cứu cho đại dịch COVID-19 đã khiến Bộ Tài chính Mỹ khó khăn hơn trong dự báo sẽ có thể duy trì các biện pháp bất thường này bao lâu. Các biện pháp bất thường cho phép Bộ Tài chính sử dụng các khoản tiền lẽ dành cho chương trình hưu trí liên bang và ngừng chi các khoản tiền mới để có đủ tiền mà không cần nâng trần nợ.
Tuy nhiên, khi những biện pháp này được sử dụng tối đa thì sẽ không có biện pháp hỗ trợ gì nữa, trừ khi chính phủ phát hành thêm trái phiếu, nếu không các khoản chi an sinh xã hội, chi tiêu y tế, chi tiêu quân sự, lãi suất khoản nợ và các nghĩa vụ nợ khác sẽ bị dừng. Twitter ngày 2 tháng 8 cho biết sẽ hợp tác với hãng tin AP của Mỹ và Reuters của Anh để nhanh chóng cung cấp thông tin đáng tin cậy trên trang mạng xã hội này. Đây là một phần trong nỗ lực của Twitter chống lại tình trạng lan truyền thông tin sai lệch trên mạng. Twitter cho biết sẽ có cộng tác với các hãng tin AP, Reuters trong thời gian diễn ra các sự kiện tin tức nóng. Theo một người phát ngôn của Twitter, quan hệ đối tác này đánh dấu lần đầu tiên Twitter chính thức cộng tác với các hãng tin để nâng cao độ chính xác của thông tin trên các trang mạng của mình. Giống như các công ty truyền thông mạng xã hội khác, công ty có trụ sở tại thành phố San Francisco này đã phải chịu áp lực để loại bỏ các thông tin sai lệch trên trang mạng của mình. Đầu năm nay, Twitter đã xúc tiến một chương trình có tên là Birdwatch, yêu cầu người dùng giúp xác định và kiểm tra thực tế những nội dung đăng tải gây hiểu lầm. Tháng 2 năm nay, mạng xã hội Twitter thông báo gián nhãn những dòng chia sẻ tweet có nội dung sai lệch về vaccine phòng COVID-19 và chặn những người dùng nhiều lần lan truyền những thông tin này. Theo đó, Twitter giới thiệu một hệ thống cho phép từ gián nhãn tới dần loại bỏ những người có cùng dấu hiệu vi phạm nhiều lần và tối đa là 5 lần. Tiếp theo chương trình là phần tổng hợp ba kênh đầu tư tiền tệ, dầu và vàng. Mời quý vị cùng theo dõi. Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la đã tăng trở lại sau khi dữ liệu của Mỹ cho thấy mối lo ngại đang gia tăng về biến thể Delta khiến các nhà giao dịch quay trở lại đặt cược vào sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ. Chỉ số đô la index dao động quanh ngưỡng 91,98 điểm, tương đương mức giảm 0,01%. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô đã đảo chiều sau khi tăng sớm vào thứ ba do lo ngại về việc tình hình dịch bệnh kết hợp với hoạt động chậm lại của các nhà máy tại các thị trường chính đã đè nặng lên tâm lý của nhà đầu tư. Dầu thô Brent giao sau giảm 5 cent tương đương 0,1% xuống 72,84 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 8 cent tương đương 0,1% xuống 71,18 đô la Mỹ một thùng. Cuối cùng trên thị trường kim loại quý, giá vàng giảm do đồng đô la giữ ổn định mặc dù những lo ngại ngày càng tăng về các trường hợp nhiễm COVID-19 gia tăng. Vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1810,56 đô la Mỹ một ounce, trong khi vàng giao sau của Mỹ giảm 0,5% xuống 1813,80 đô la Mỹ một ounce. Theo thông tư số 40 năm 2021 của Bộ Tài chính, quy định cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu đồng một năm sẽ phải đóng hai loại thuế, 5% thuế thu nhập cá nhân và 5% thuế giá trị gia tăng. Nghĩa là người cho thuê nhà có doanh thu từ 8,3 triệu đồng một tháng trở lên sẽ phải đóng thuế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngưỡng chịu thuế cho thuê nhà cần phù hợp với thực tế trong bối cảnh người cho thuê đang chịu áp lực vì dịch COVID-19. Mục ống kính tâm chấn ngày hôm nay sẽ tập trung phân tích về vấn đề này. Theo tính toán của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, tại các quận ven trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thì một căn hộ trung cấp 2 phòng ngủ 75m² có giá bán khoảng 3,5 đến 4 tỷ đồng, chỉ cho thuê với giá khoảng 12 đến 15 triệu đồng một tháng. Doanh thu cho thuê nhà một năm chỉ khoảng 144 đến 180 triệu đồng, thì thời gian thu hồi vốn gốc từ 19 đến 24 năm. Trong khi đó, chủ nhà vừa phải bỏ ra vốn đầu tư lớn, vừa phải trả lãi vay, vừa phải bảo trì nhà. Do đó, Hiệp hội đề xuất nâng hạn mức doanh thu cho thuê nhà lên 200 triệu đồng một năm mới phải chịu thuế nhằm khuyến khích phát triển thị trường cho thuê. Cái mức mà 16 triệu 6 hàng tháng mà chúng tôi chia bình quân từ mức 200 triệu thì cũng vẫn là chưa đảm bảo được cuộc sống của người cho thuê nhà. Chúng ta phải thấy rằng không chỉ có người cho thuê nhà là những người có biệt thự hay là căn hộ cao cấp để cho thuê, mà ở đây người cho thuê nhà còn bao gồm cả những người cho thuê phòng trọ, nhà trọ. Tuy vậy, ngưỡng doanh thu chịu thuế 100 triệu đồng một năm trong chính sách thuế của nhà nước đối với người cho thuê nhà nói riêng và người kinh doanh nói chung không đổi và đã quy định trong luật thuế giá trị gia tăng. Đồng thời, công bằng áp dụng cho cá nhân, hộ kinh doanh ở nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh mà có doanh thu một năm được 100 triệu trở xuống thì không chịu thuế giá trị gia tăng là được quy định trong luật, không phải quy định trong thông tư của Bộ Tài chính. Và cái này áp dụng cho mọi lĩnh vực kinh doanh chứ không riêng lĩnh vực cho thuê nhà. Bởi vậy nếu chúng ta bàn đến cái ngưỡng 100 triệu này có phù hợp hay không thì phải bàn nó rộng hơn cho mọi lĩnh vực kinh doanh. Trong bối cảnh dịch bệnh, theo ý kiến chuyên gia,
việc siết chặt quản lý thuế với nhà cho thuê còn có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, đến sự phát triển các dự án nhà ở. Vì vậy, nên xem xét kỹ đối tượng phải chịu thuế cho thuê nhà và cân nhắc mức thuế hợp lý, đồng thời tính thời điểm siết chặt quản lý thuế với hoạt động này cho phù hợp. Nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng đánh thuế cho thuê nhà hiện nay quá thấp, dẫn tới tình trạng người cho thuê nhà không kê khai, nộp thuế hoặc kê khai thiếu trung thực, cố tình trốn tránh thuế, gây thất thu ngân sách. Về ngưỡng doanh thu chịu thuế như thế nào mới phù hợp với tình hình thực tiễn, cần làm gì để thống nhất hạn mức nói trên? Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau của chúng tôi. Ngưỡng chịu thuế cho thuế bất động sản ở mức 100 triệu đồng một năm đã áp dụng hơn 6 năm qua và chưa thay đổi. Trong khi đó thì chỉ số giá tiêu dùng liên tục tăng. Theo các chuyên gia, một cá nhân cho thuê nhà hay kinh doanh nói chung, nếu có người phụ thuộc vẫn chỉ được khấu trừ hơn 8,3 triệu đồng một tháng là quá thấp, không đảm bảo được đời sống của người dân. Tôi nghĩ rằng là cơ quan thuế cũng đã có những cái suy nghĩ xem xét, nên xem xét lại là có thể nghiên cứu xem đối với cái thu nhập của cá nhân kinh doanh thì khi chúng ta điều chỉnh mức tiền lương tiền công giảm trừ gia cảnh thì chí ít sẽ cũng được cái điều chỉnh cái mức, nâng cái mức doanh thu không chịu thuế lên. Đánh giá ngưỡng doanh thu chịu thuế cho thuê bất động sản không còn phù hợp, các chuyên gia kinh tế đề xuất các hạn mức khác hợp lý hơn được tính toán dựa trên những số liệu kinh tế cụ thể. Chúng tôi cũng đề nghị là nên nâng cái mức nó lên khoảng độ 130 triệu đến 150 triệu thì nó mới hợp lý. Với cái mức thuế 10%, trong đó 5% cái thuế giá trị gia tăng, 5% thuế thu nhập cá nhân ấy, chúng tôi cũng cho rằng là nó cũng tương đối cao. Tôi cũng cần xem xét cái mức thuế đưa ra cũng nên khoảng độ 5 đến 7% ấy, như là đối với các lĩnh vực kinh doanh khác thì nó sẽ hợp lý. Tổng cục thuế cho biết hiện đang nghiên cứu để đề xuất với Bộ Tài chính xem xét báo cáo chính phủ trình Quốc hội nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế trong chương trình sửa luật thuế giá trị gia tăng trong thời gian tới để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Trong khuôn khổ cái sửa luật thuế giá trị gia tăng trong thời gian tới thì Tổng cục Thuế cũng đã có cái dự kiến là đề xuất với Bộ Tài chính để nghiên cứu điều chỉnh cái mức 100 triệu đối với cá nhân kinh doanh. Và cái mức 100 triệu này sẽ áp dụng chung đối với các hoạt động kinh doanh của cá nhân, trong đó có bao gồm cả cho thuê nhà. Dù điều chỉnh mức doanh thu chịu thuế như thế nào, việc thu thuế cho thuê nhà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là sự phối hợp giữa cơ quan thuế với cơ quan công an, ban quản trị chung cư cùng các đơn vị có liên quan khác. Mặt khác, ngành thuế cũng nên đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra việc tuân thủ nghĩa vụ thuế đối với hoạt động này và xử phạt các vi phạm pháp luật, trốn tránh nộp ngân sách nhà nước.